Xin chào, cho chị hỏi đây có phải cửa hàng FB Shop không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết em hỗ trợ được gì cho chị không ạ? À, chị đang muốn mua một cái vợt cho con trai nhà chị em ạ. Dạ vâng, thì bạn nhà mình học lớp mấy rồi chị nhỉ? À, bé nhà chị đang học lớp 7. Ở lớp 7 thì em sẽ có một vài cây vợt sẽ phù hợp và mức giá cũng phải chăng nữa. Ví dụ như là cây Aura Speed 8000, cây HC 1000 và cây Atrox 88 Blade chị ạ. Đều là các cây vợt công thủ toàn diện trong cái phân khúc dưới 1 triệu rưỡi. Bé nhà chị thì hiện tại đang chơi cái Habitech 5000, nhưng mà đợt vừa rồi thì bé có được giải vô địch cầu lông của huyện ấy. Wow. Thứ hai nữa là sắp đến sinh nhật của cháu nên là chị muốn mua một cái vợt để làm quà sinh nhật. Em có thể tư vấn cho chị cái dòng nào hợp lý được không? Thế bạn nhà chị có tập luyện ở đâu không mà đánh giỏi thế ạ? Bé nhà chị thì có em ạ, bé đang ở trong đội tuyển của huyện. Dạ vâng, thì bên em cũng có rất nhiều các dòng vợt ý, thì chị có biết là bé thích lối chơi như thế nào không? Như chị nói lúc nãy thì bé đang chơi cái Habitech 5000, nhưng mà bé có bảo là cây vợt này nhẹ đầu quá, đập không thích. Bé thì chỉ chơi lối đánh đơn thôi, em có thể tư vấn giúp chị nhé. Dạ vâng ạ, cây Habitech 5000 này ý, thì là sẽ có lối chơi công thủ toàn diện hướng phòng thủ phản tạt chị ạ. Nên là những cú tấn công sẽ không được thích. Còn bây giờ em sẽ hướng cho bạn nhà mình là một cây vợt. Em thấy là đây một cây vợt cao cấp mà cũng dễ chơi. Cây vợt Afox 80 chị ạ. Một cây vợt cao cấp của nhà Lai Ninh. Có lối chơi công thủ toàn diện hướng tấn công. Sẽ hỗ trợ cho bạn nhà mình cái về vấn đề mặt tấn công sẽ mạnh mẽ hơn. Mà không mất đi cái sự linh hoạt cũng như là kiểm soát dễ dàng trong trận đấu chị ạ. Chị và bé cũng có xem qua cái đấy rồi đấy, có phải hơn 4 triệu không em? À dạ vâng, đúng rồi ạ, hơn 4 triệu là giá niêm yết ạ. Còn FB Shop bên em là bán mức giá là 3.670.000 thôi ạ. Được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quần cán, bao đưa đi kèm và bảo hành 3 tháng nữa chị ạ. Ôi thế thì tốt quá, em lấy cho chị cây vợt này nhé. Chị muốn gói đẹp đẹp để tặng sinh nhật bé luôn. Có gì em gửi về địa chỉ số phường giúp chị nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị đã ủng hộ bên em ạ. Cháu nhà chị nó xem em suốt ở trên TikTok ấy, nó bảo thích chú này này nên chị phải lên FB Shop đặt đấy. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất cái đơn hàng của mình. Và tiện đây chị cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn nhà chị. Chúc bé luôn luôn vui vẻ và gặt hái nhiều thành công với cây vợt mới này chị nhá. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.